Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình lại làm video nha các bạn. Nhưng mà video ngày hôm nay là sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách trồng ớt nha mọi người. Vì có một số bạn là hỏi mình là bạn này trồng ớt mà bị vàng lá xong rồi bị rụng trái luôn, không có thu hoạch được nha các bạn. Thì hôm nay là mình sẽ là chia sẻ cho các bạn những cái nguyên nhân mà do cái cây ớt của mình nó bị rụng lá ha. Cũng như là mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách phòng bệnh rụng lá trên ớt để giúp cây ớt của các bạn nó được cái năng suất nó được tốt hơn nha các bạn ha. Thì ở đây là mình quay vài cây ớt demo cho các bạn xem á, tại vì mình cũng trồng ít chứ mình không có trồng nhiều nha các bạn ha. Mình trồng có mấy chục gốc thôi. Mình chủ yếu là mình trồng những cái loại dây bò. Rồi thì quay lại với cái chủ đề các bạn. Thì mình sẽ chỉ ra cái nguyên nhân cây ớt của mình mà nó bị rụng lá nha các bạn ha. Thì thông thường thì sẽ có là hai cái nguyên nhân. Nếu như là cái nguyên nhân về thời tiết á các bạn, là mình sẽ bị ảnh hưởng từ mưa. Ví dụ như là mình đang trồng trong cái thời điểm mà nó bắt đầu mà nó ra trái đi đúng không, mà chúng ta gặp nhiều cái trận mưa đi, mà cái mô đất của chúng ta các bạn, cái mô đất này nè, mà nó không có được cao á, nó thấp á, thì nó sẽ bị úng rễ cũng như là nó bị thối rễ nha các bạn ha. Thì trong cái trường hợp này á, thì mình sẽ mua cái gói thuốc là Mantalaxy các bạn. Thì cái gói thuốc đó thì chúng ta sẽ là xịt được 5 bình đó, thì chúng ta bơm ướt gốc cho nó luôn, ướt gốc luôn ha. Và sau nữa thì mình sẽ mua cái gói là Antracon đó, rồi mình cộng với cái thuốc dưỡng. Thì cái thuốc dưỡng mà thông thường các bạn, thì các bạn có thể là cộng với Atonit nè, hoặc là bạn có thể là cộng với hàng canxi 24 giờ đó. Bạn xịt trên cái thân cây ớt, tức là đây nè, mình xịt ướt đẫm cái thân cây ớt cho mình luôn, là cái tình trạng mà nó rụng lá thì nó sẽ được phục hồi ha. Tại vì nó bị, khi mà bị ảnh hưởng của mưa các bạn, thì cái bộ rễ của mình nó đã yếu rồi, thì do đó thì mình phải xịt dưỡng cũng như là mình đã bơm gốc cho cái bộ rễ của mình nó phục hồi ha. Cái đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Và cái nguyên nhân thứ hai mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là các bạn xịt những cái dòng mà thuốc nó quá nóng có ký hiệu là EC. Bạn lỡ tay bạn pha thuốc mà nó đậm quá đó, thì những cái ớt mình nè các bạn, thì nó bị sẽ bị vàng và nó rụng thôi. Thì do đó thì các bạn nên chọn những cái dòng thuốc mà dạng cớm á, để các bạn xịt sâu hay gì đó thì nó sẽ là hiệu quả hơn ha. Chứ như mà các bạn chọn những cái loại thuốc mà dạng nhũ dầu á, bạn xịt đó mà bạn không biết xịt mà đúng liều mà bạn lỡ tay thì 100% là nó sẽ bị vàng lá và nó sẽ bị rụng lá ha. Và do đó, và thậm chí ớt của mình các bạn, trái nè, nó sẽ bị nổ luôn. Và thậm chí mà nó bị mắc mưa các bạn, nó cũng bị nổ luôn. Mình có một vài cây nó bị nổ để mình đi quay cho các bạn xem luôn ha. Đây các bạn, thì đây là cây ớt này nè, nó cái tình trạng nó bị là nổ trái luôn nè, nói chung là nó bị thối luôn nha các bạn ha. Đó, thì cái nguyên nhân mà thối trên trái ớt này thì nó có lại có rất là nhiều cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là mình đang chia sẻ cho các bạn là nó bị mắc mưa nè, nó rồi nó bị thối nhũng ha. Và cái nguyên nhân thứ hai là nó sẽ gặp những cái trường hợp như là ruồi chích trái nè, rồi những cái con bọ này nọ các bạn, nó sẽ tấn công vào trái ớt này nè. Khi mà mình bẻ ớt này ra, thậm chí là nó có những cái con bọ ở trong đây luôn, nó thối luôn nha các bạn ha. Đó thì đó là một những là cái nguyên nhân cái ớt của mình á là nó bị là ảnh hưởng ha, bị vàng lá, bị rụng lá cũng như là nó bị cháy nổ như thế này. Đó, quay trực tiếp cho các bạn xem luôn. Ở đây thì mình trồng được mấy chục cây thôi, trước đó thì mình cũng trồng nhiều nhưng mà thời gian này thì mình không có trồng nha các bạn ha, mình chủ yếu là mình tập trung vào những cái loại cây khác. Rồi thì hôm nay là đã chia sẻ cho các bạn về cái vàng lá, rụng lá ở trên cây ớt ha. Thì bạn nào có câu hỏi nào á thì cứ bình luận bên dưới cái video của mình để mình chia sẻ cho các bạn nha. Thì một lần nữa thì mình xin chia sẻ lại ha. Thì đối với những cái người bạn mới thì các bạn là nên trồng ớt là ở cái mô đất nó hơi cao ha, và hạn chế là để nó ngập nước nha các bạn, là nó sẽ ảnh hưởng đến cái bộ rễ của mình. Mà nếu như mà bạn bị 1-2 trận mưa thì bạn nên mua cái thuốc là Antracon ha, bạn xịt trên thân của nó, và bạn mua cái thuốc là Mantalaxy á để mình bơm gốc cho nó ha. Bơm gốc cho nó khoảng đâu là 5 cử nha các bạn. Đó, ớt á, ớt thì nó cũng rất là khó trồng nha mọi người ha. Còn về cái giá ớt á thì nó thay đổi nha mọi người. Có đợt á thì nó chỉ có 10.000 thôi, và có đợt thì nó lên cả 100.000. Nói chung là cái giá thì nó rất là hên xui. Đó. Thì bạn nào mà đang xem kênh của mình mà chưa bấm nút đăng ký thì các bạn hãy bấm nút đăng ký nha các bạn ha, để mình ra video bạn có thể là cập nhật được ha. Vì hiện tại là mình đang ra cái video
bên cái chủ đề là bí hồ lô. Nhưng mà mình khi mà mình nhận được những cái câu hỏi nào mà từ những cái loại cây khác đó mà trong cái tầm của mình á, thì mình sẽ làm video mình rep lại cho các bạn ha. Tại vì cái chủ đề mà ớt mà nó bị vàng lá nè, cũng như bị rụng lá nhiều đó, thì cả chục người bạn là nhắn tin cho mình luôn, mà mình cũng không có thể nào mình trả lời được một lúc được. Và thậm chí có một số bạn là xin số điện thoại luôn, nhưng mà mình đâu có thời gian đâu. Thì do đó thì mình sẽ làm một cái video để mình chia sẻ lên cho các bạn cùng xem luôn ha. Đó. Và video ngày hôm nay là quay tới đây thôi nha mọi người. Và mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.